Dạ em chào anh. Ừ. Anh cho em hỏi nhà anh Bảy. Anh là anh Bảy đúng không ạ? Bảy gì? À, anh Bảy Gà, nhà anh Bảy Gà đâu vậy anh? Bảy gà hả? Dạ. Giờ ở đây không có bảy gà, có bảy vịt được không? Vô vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây đi bắt vịt về nhậu luôn nè, đây đây, vô đây, vô đây. Dạ, 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 dạ. Thôi chết, tụi em xin phép. À, hai anh cứ tiếp tục. Ở đây có bảy nè, có bảy vịt nè, đi. Dạ, dạ. Dạ, thôi anh. Đây. Đúng nhà ông Bảy Gà rồi. Đúng rồi. Chú Bảy ơi. Chú Bảy ơi, chú Bảy. Tao kêu đi mua rượu tao nãy giờ mà tao ở đó. Rượu tao đâu? Hả? Nè, dám cả treo tao hả? Đi mua lẹ cho tao không tao đánh má mày nhìn mày không ra đó. Thì mất. Chị họ thì định cư ở nước ngoài. Ông Bảy thì say xỉn về. Đâu có giao đầu óc chổng được. Chuyện tìm người thân giao đầu óc coi như thua rồi. Ừ. Tao thấy cách này cũng không được rồi. Chắc phải tìm cách khác thôi. Đi mệt muốn chết luôn không được cái gì. Tôi về đây. Cúp kìa mày. Cúp kìa mày. Trả cái ba lô. Anh có sao không? Đây đây. Đây đây. Anh cướp. Anh có sao không ạ? Cướp. Cướp lấy ba lô. Ui. Cái giỏ mày của chú không? À đúng rồi, cảm ơn. Chú kiểm tra lại coi có mất mát gì không? Đủ. Đủ rồi, không mất gì. Cảm ơn. Không mất gì là mừng rồi. Tốt bụng quá, hai người tốt bụng quá. À, tôi mời hai người đi ăn hủ tiếu nha. Dạ, chắc là không cần đâu ạ. Tôi mời đi ăn hủ tiếu thiệt. Dạ không sao chú ạ. Chú không sao được rồi. Tao nghe nè. Cái gì? Đó bị té hả? Ừ, tao về liền á. Làm sao mà té? Tao có biết đâu, đi. Ờ, vậy bọn con đi trước nha chú. Dạ có việc gấp ạ. Dạ, chắc bọn con cảm ơn. Có gì không sao. Ăn hủ tiếu hả? Dạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn nha. Nhìn chú này quen quen ta. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.